Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên hai ngày cuối tuần nên nhiệt độ ở các tỉnh vùng núi phía Bắc đã giảm mạnh, đặc biệt là thời điểm đêm và sáng sớm nhiệt độ xuống rất thấp. Đặc biệt tại đỉnh Phan Xipang, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai khả năng vẫn có băng giá. Tuy nhiên tiết trời khá hanh khô nên ảnh hưởng đến sức khỏe và gia tăng nguy cơ cháy nổ. Nhiệt độ đo được những ngày qua tại đỉnh Phan Xipang thường xuyên xuống dưới 0 độ C. Không khí khô và lạnh đã tạo nên lớp băng trắng ở khu vực đặt chóp tháp 3.143m. Lớp băng tuyết mỏng trải đều trên sàn gỗ. Những nơi gần đó cũng có lớp băng mỏng phủ bề mặt đất đá và cây cối tại sườn dãy núi Hoàng Liên Sơn. Trong đợt này, nhiệt độ tại các tỉnh vùng núi Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai xuống khá thấp, đặc biệt ở các điểm trên núi cao. Trong khi đó, tại các trung tâm thành phố, huyện thị thì mức nhiệt độ ở ngưỡng rét hại, phổ biến từ 6 đến 9 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, với thời tiết như hiện tại, dự kiến là băng có thể tiếp tục phủ đỉnh Phan Xipang trong các ngày cuối tuần, nhưng tuyết khó có khả năng xuất hiện. Các chuyên gia thời tiết cũng khuyến cáo khách du lịch khi lên Sapa và các địa điểm vùng cao, trong khoảng thời gian này cần chủ động giữ ấm cơ thể, nhất là khi lên đến đỉnh Phan Xipang. Ngoài ra, người dân cũng cần lưu ý thời tiết rất hanh khô, khó chịu, nên bổ sung thêm nước cho cơ thể để đảm bảo sức khỏe.